Yo, hello, what's up, chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đến 10 nha. Xin chào anh em game hạt trên mình đây, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày trước và video cho anh em xem video vui vẻ. Đầu video anh em xin một like và một đăng ký kênh hỗ trợ channel phát triển nha, cộng người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì tôi đến với video cập nhật quảng cáo sự kiện đường chung với những game hạt trên anh em, để xem là chúng ta có gì hot không anh em. Ngoài ra cùng nhau đi vui chơi sự kiện và test tướng mới anh em, Nekoma Musi. Hiện tại tướng Nekoma Musi tôi hiện tại đã lên được 10 sao rồi anh em, và hiện tại đã Pumpkin và có thể test được rồi. Chứ lên E5 thì chắc cháu này còn dài các bạn. Từ giờ đến lúc lên E5 là E1 2 form. 2 15 form đấy anh em, 15 form cháu này nữa. Không biết là có kịp không ạ? Thì hiện tại trong túi tôi mới có 7 form thôi anh em. Còn thiếu 8 quyển nữa. Khá là khét đấy. Đó, tình hình hiện tại nó là như vậy các bạn. Ok, chắc tên là mấy cùng 10 ngày nữa mới hết à. Rồi ok bạn, giờ get go nhá. Cùng nhau ghé qua fanpage xem chúng ta có sự kiện gì hot không. Hôm nay là mùng 5 tháng 7 rồi anh em. Ngày hôm nay là chúng ta cùng nhau đi hóng sự kiện VIP code chiên là vừa các bạn. Khả năng tối nay sẽ lên anh em. Tối nay là nhà phát hành sẽ mở. Còn nếu chậm nhất thì chắc đến mùng 7. Cái này thì phải đợi nhà phát hành mở thì mới được anh em. Chứ giờ có vào nó cũng không được thì tôi check cho anh em coi luôn. Hiện tại thì chúng ta có code tuần mới anh em, HTHT0407 anh em. Bạn nào chưa nhập thì tranh thủ nhập nhá. Và chưa có thêm sự kiện tính năng gì mới à? Vâng, chưa thêm vụ gì hết anh em. Vậy thì chúng ta cũng chỉ còn 2 phần quà thôi. Quà tấu điểm qua rồi anh em. Một cái là quà vốt hiện tại đang đợi phát luôn anh em. Vậy là chúng ta còn đợi quà phát quà luôn anh em. Đây. Rồi, quà bảo trì nữa này. Đây, anh em phải đây, dự đoán tại cửa hàng đồng giá này. Cái này kết thúc hôm mùng 2 rồi các bạn, hôm nay mùng 5 rồi. 2 hôm rồi. Thôi thì cứ đợi thôi, biết sao giờ anh em. Ngoài ra thì còn phần quà phần cứng nữa anh em, nhưng phần cứng thì cũng đã đợi thôi anh em, toàn đợi các bạn, quà toàn quà đợi thôi anh em. Có mới quả code mới đó là HTT0407 anh em, chưa nhập thì tranh thủ nhập thôi các bạn nhá. Còn ngoài ra toàn đợi các bạn. Qua group này anh em, chán fanpage thì qua group xem sao các bạn. Xem nào, bên group chúng ta có gì hot không? Ok à. Đây Nami gửi quà ấy, anh em đang nhập game khó này. Đây có video. Thứ hai ngày đầu tuần nha, cũng được nhờ. Nhiệm vụ khó nhất trong cuộc sống sao à, dưới có một thành viên dùng được 3. Cái này dùng cha phan galo được mà, cái này dùng no là được luôn mà. Đây 300 bình luận thôi anh em, mình dọn sạch 59 sao, còn thiếu big mom. Rách BG. Cho mấy con 9 sao vẫn qua. Thì tí mình qua đặng thử coi anh em. Hai kênh luôn. Ui. Có kép không vậy trời? Hên thế. Con này VIP không mọi người. Ui giời ơi, khác gì hỏi rõ nhau. Ui. Một chém bao nhiêu đây? 300 anh em, 301k. Thông báo. Đấy, các bạn không gì hot anh em về game này. Tuần này Nami làm ăn chậm quá anh em. Quả VIP của tuần cũng chưa phát luôn các bạn. Lại ngồi hóng tay cổ. À ok các bạn, quay trở lại nào. Đây, tôi cũng đang dẫn cái nhiệm vụ ở đây anh em. Một cháu nộ đúng không? Cho Kata này. Theo như bạn kia nói là Jack anh em. Đây cho Jack vào nữa các bạn. Jack này. Sanji này. Nami đi anh em. Và Deno, Odin tấn công. Kata này. Nhịp chưa được các bạn, chưa được cũng win anh em, cũng dễ win chứ đâu nói khó win đâu. Cái này thì không cần nhiều đâu anh em, theo cá nhân tôi nghĩ không cần nhiều đâu các bạn. Một hai ba cắt ta bởi đến với ấy này là được rồi các bạn.
một công ty này. Odin, một công ty. Ok, rồi bạn Phản Đam anh em. Ờ, kinh với Sanji cũng được mà đúng không nhỉ? Kinh với ấy cũng được anh em. Đây, kinh với 3 cũng được các bạn. Đánh lâu dài được mà, mấy cho đánh lâu dài được mà. Ở luôn á. Tấn công nào, để xem nộ được không. Một lộ, hai lộ. Đâu chưa chưa anh em, kinh chưa lộ các bạn. Chưa các bạn. Đây, một. Của đây là anh Kinh. Ờ, anh sắp có lộ rồi anh Kinh ạ. Rồi, anh bị ulti được lần 2 rồi. Rồi, ulti lần 2. Mới được 2 phát các bạn. Tấn công. Bỏ luôn rách qua các bạn, cho cháu này vào. Rồi, giờ thì xem nộ được 3 lần không. Thằng này chắc nộ được 3 lần rồi anh em. Đúng rồi. Một nhịp. Vô. Vô. Được của nó anh em. Lần này không được nổ rồi. Thế này toàn quá. Thêm 2 Nami vào coi các bạn. Hồi máu lên thêm. Nếu nổ một lượt 3 một ván để 3 nổ khó đấy à. Thực ra để tra Fangalore mà nuôi được anh em lên thì cũng dễ anh em, nuôi khó. Nhưng vấn đề phải có anh em, nuôi được tra Fangalore đó mới nó trực tiếp được. Một ulti. Rồi cũng hồi thêm tí máu các bạn. Cảm đấy nhờ. Hồi máu, mỗi lần chém hồi máu anh em cũng khét đấy, nhưng mà vẫn chưa ăn được anh em. Như này sao các bạn, để kinh đằng sau. Qua đây bạn win thì chắc chắn là win rồi, vẫn chưa ăn được anh em, khó lắm, nhìn thế thôi. Đó qua vấn đề đấy anh em, đây mấy anh em gửi được cái bạn à, ui 32m các bạn, 41m, mèo mèo với cả bác Ares thì đây, để test thử coi. Mấy anh em mới gửi là cái bạn để test anh em, tôi vừa mới vô mấy cái nhóm group, mấy nhóm chat anh em, đây bác mèo mèo trước, thử team là Inuzashi, Jack, Komushi, Nekomamushi và BG. 34 anh em đánh bốn mấy, quầy càng đét đấy. Đúng rồi, hết luôn các bạn. Hết luôn anh em. Hết luôn. Khét luôn anh em. Khét thế nhờ. Rồi đánh bác thứ 2 đã anh em. Tí tháp lại tìm anh em phục vụ lại sau. 32 cụ lực chiến. Team này cũng căng đấy. Cũng lại khét nữa anh em. Đó. Toàn mấy quả team khét khét không à. Ây da. Toàn mấy quả team dã man thật sự. Vô. Team bác này thì chẳng phải dễ bắt hơn anh em, chắc là đã chênh độc chênh lệch độc thức rồi anh em.
Rồi ok các bạn được tung lên tem để phá này, tem bắt đầu nè, bắt đầu ấy nữa. Hắc mèo mèo này tìm hai bên ghê, hai gách. Thêm côn lũ thì sao ta? Khả năng đấm hơn, tấn công của anh em. Cứ phải thử mới biết được các bạn. Nói không không biết được các bạn, thử mới biết được. Inuyasha nổ đâu đấm nào, rồi nổ đấm được cái thôi anh em, toàn lắm. Ôi chịu thua anh em, thôi bỏ qua vấn đề đấy anh em. Tiếp theo thì chúng ta tiếp tục hành trình các tướng nào. Rồi tướng mới anh em nhé, Lekoma Muse, xem nào đánh nhận được Kata E2 không anh em. Để xem nào, một nhảy. Bùn tì cũng càng đét đấy nhở, biết mèo nào mèo nào thôi anh em. Đúng rồi, nhảy đau đấy. Đúng rồi Kata ơi, đau rồi, ui khét đấy, cũng khét đấy anh em. Đúng rồi bay màu rồi, thấy Kata chịu cho nó nhiệt. Như này Kata thua chắc là đâu nữa anh em. Thu quá khét luôn anh em. Ở video sau này gạo chơi vui chơi thôi anh em nhé. Clip kết thúc thôi anh em, cần theo giờ đừng ngồi hóng quả của Lamy thôi các bạn. Bye bye mọi người.